đẹp đấy chứ. Dạ dạ dạ. Nhà em bồng hốt. Đá này mắc tiền không ạ? Mấy cái gì? Rẻ mà dòng này. Để hồi chờ số điện thoại của kho lên nó ai mua thì tới nó mua. Rất là đẹp luôn. Chết gì là mặt bàn ha? Bàn hả? Cái này lên mặt bàn thì khỏi nói ha. Đẹp lắm. Ra hai xí khẩu á. Lần trước có mấy lần là mấy lô xuất khẩu chở đi cũng ngán. Lần trước em chở đi chiều mấy cái chành á gửi. Mấy cái đá này đang đưa về để cắt là một bà xuất khẩu rồi. Đây quá chừng luôn. Bye bye.